Wow. Hello, mình quê mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Xa xa mình quê thấy con màu cam nó chạy xuống nó chở rơm. Con này chắc con bu ta quá. Không biết con bu ta mấy đây. Để là gần quay cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui nha. À, con bu ta, con này M4000. Con này cái áo của máy Fiat. M4000, cái áo M4000, nhưng cái máy của nó Fiat 8400. Đây, xuống chỗ rơm. Vỏ này vỏ sau 16928. Dạ. Vỏ sau là bự quá. 16928. Vỏ trước nhiêu ạ? Vỏ 7. Hả? 10 mấy? 7 mấy quên mất tiêu rồi. Mười mấy còn không? Còn chữ không? 70-16. 70-16 rồi. Đó nó đi tới vỏ 30 lận. Hồi đó đi kéo mà nó gãy đùi quá rồi xuống vỏ 28. À, vỏ rin của nó là 30. Không, hồi đó đi vỏ gai ốc á. À, vỏ gai hả? Hôm nay là xuống rồi. Mang tên Kubota mà 4000 vậy chứ. Mấy máy? 4 à. 4 máy, máy của Fiat. Kìa, thấy quy giá, chữ quy giá nè. Ồ, mờ quá. Máy này của quy giá 84. Áo của Kubota. Hàng này hai mấy năm rồi. Đó. Giờ vô cung. Cái này một cầu nha. Kubota này một cầu, áo Kubota, máy Fiat. Fiat. Hàng Fiat, áo Kubota. Bánh này bánh của Việt Nam. Rồi, tôi quay chia sẻ cho quý vị các bạn xem cho vui nha. Bốn ta nó cũng bốn chậm bốn lại anh. Rồi bốn, bốn tám, bốn chậm bốn lại. Ồ, nhìn máy còn mới quá, không có còn mấy nhiều, thấy mấy chiếc kia xì nhớt tùm lum tà la. Bỏ không có xài hết rồi. Thấy không? Xe này có máy sạch mới lắm. Ừ. Nè, quay hôm nay quay nhìn mấy chiếc máy cài thấy chiếc này sạch. Còn nhiều máy ở nhà cần mới lấy ra chạy hả? Đó. Nói chuyện xe là nhà cần mới đem ra chạy ha, không mới bỏ nhà không hả? Ừ. Xe chạy nhà mà. Bởi vậy thấy không? Một đồ thấy nữa. Đi về luôn. Ừ. Chắc cho ông trước hả? Để lên 30 cục đi. Đó. Giờ kim luôn. Chắc lên 30 cục chở trước cho dân người ta xài. Chắc cho bò ăn hay gì. Còn có đầu nữa. Còn cục đây nè. Kubota. Nghe tiếng bò, nghe cái máy nổ kỳ quá. Đường vòng cho cô chú anh chị ngắm á.
Kubota M4000. Giờ chắc rơm. Rồi, để bán rồi. Chẻ 30 cục đem bán trước. Giờ không có công khiêng, mình tài xế làm luôn. Lắc lư lắc lư. Đó là cái hố. Wow. Để trẻ đem bán, của đem chở đem bỏ mối cho người ta dặn 30 cục trước. Trước là đường 786. Vừa từ Gò Chai đi về thành phố Tây Ninh. Để phải về thành phố Tây Ninh, đi bên trái về từ Gò Chai. Lắc lư lắc lư. Oh. Tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Nhớ bấm chia sẻ và đăng ký miền quê để được xem clip mới.